banh là một thanh niên đẹp trai hiện tại đang chơi đàn hai ngón trong một quán bar còn nano ở bên dưới thì vừa hút xong ly rượu mặt cô không khác gì mới phê cần cô chăm chú nhìn vào banh có vẻ như cả hai đều chú ý lẫn nhau khi quán bar đóng cửa banh tiến lại làm quen với nano vừa mới mở miệng xin chào thì nano giảng cho anh một chàng đạo lý có hai kết quả trong việc tán gái đầu tiên là cho tình một giờ đêm thứ hai là cho mối quan hệ tôi sẽ là một người bạn gái phiền phức và hay kiểm tra bạn tôi sẽ đến sống chung nấu ăn và chăm sóc bạn nhưng bạn không được phép lừa dối tôi và bạn phải đi làm kiếm tiền bởi vì công việc của tôi rất không ổn định. Có muốn thành người yêu tôi không? Chúng bổ mê thúc lú của đối phương. Chàng trai thật thả nói có và muốn biết tối nay hai người sẽ ra sao. Chuyện gì tới cũng phải tới. Rốt cuộc tối hôm đó cả hai phải vật nhau sống chết trên chiếc giường tội nghiệp. Nano hỏi anh đã quyết định chưa? Cũng chưa chắc nữa. Nhưng anh muốn thấy em mỗi ngày. Thế là trong hai năm, ngày nào banh cũng thấy mặt Nano nhưng tới bây giờ cả hai vẫn chưa có công việc ổn định này mà ở việt nam là đường ai nấy đi rồi banh thỉnh thoảng vẫn tới quán ba gầy đàn hai ngón anh ấy phát hiện phía dưới có một con quái vật ba đầu đang khiêu khích mình em gái mưa này ngon vậy không biết banh có từ chối không chỉ biết là banh tập tĩnh trở về nhà vào sáng hôm sau nano liền tắt banh tối qua có phải anh đã đi đóng gạch với con khác đúng không thật ra banh chưa kịp sơ múi gì cả anh bị bất tỉnh trên sân khấu tối qua đến bệnh viện bác sĩ thông báo là anh đang bị bệnh hàn quốc tức là bị u não sắp chết giống trong phim ngôn tình thấm đẫm nước mắt của Hàn Sảnh nếu không phẫu thuật kịp thời thì sẽ phải chết vì chuyện này mà Banh muốn chia tay với Nano anh không muốn mình là gánh nặng cho cô ấy anh nói chia tay là chia tay sao anh đi rồi cái lò đóng mạng hiện của em ai sẽ quét cô muốn ở lại cùng anh chiến đấu bạn trai cũ của mẹ Banh là người nước ngoài ông ta để lại cho Banh một khoản tiền nước ngoài hai người tới một ngân hàng ngoại tệ để đổi số tiền đó nhưng lão quản lý không chấp nhận nó và nói rằng số tiền này còn không đủ để mua thức ăn cho chó. Cả hai buồn bã ra ngoài tâm sự, banh cảm thấy mình sai khi không kiểm tra giá trị tiền tệ trước khi tới. Nano cho rằng lão quản lý thật quá đáng, cô còn muốn làm thịt ông ta. Quản lý đứng sau, à thế à. Nano chợt lóe lên một suy nghĩ vô cùng ngáo, cô muốn cướp ngân hàng này để lấy tiền chữa trị cho banh. Thế mà anh người yêu không cản, trái lại còn đồng ý. Sau ngày hôm đó, họ sáng tối rình mò xung quanh ngân hàng, phát hiện thứ tư ở đây sẽ có ít khách nhất. Nano liền bước vào với khẩu súng giấu trong ba lô rồi đi ra mà không bị phát hiện. Cuối cùng ngày lành tháng tốt để đi cướp ngân hàng đã tới. Cả hai vừa bước vào ngân hàng đã bị bảo vệ đòi kiểm tra người. Không có gì đâu. Em muốn vào trong ngân hàng hóng ít điều hòa thôi. Banh muốn bỏ chạy nhưng vừa quay người thì lại đẩy Nano qua cổng soi kim loại. Báo động lập tức vang lên. Trong chiếc túi kia có chưa súng. Nếu bị phát hiện thì ngồi nhà đá mòn đời. Đầu liền nhảy số. Nano cầm chìa khóa ra nói rằng chắc là do nó bảo vệ thấy cũng hợp lý nên cho qua. Hai người chưa kịp ngồi ấm đít thì đội trưởng bảo vệ bước tới. Ông ta mời đôi bạn trẻ vào phòng thẩm tra uống trà đá. Chúng tôi phải rút 178 tỷ. Có chuyện gì nói luôn đi. Bằng ghi hình từ camera an ninh được phát lên. Hai người tối ngày lượn đi lượn lại trước cửa ngân hàng. Đã vậy còn không đeo khẩu trang. Tính làm chuyện gì mờ ám phải không? Nói xong đội trưởng còn đòi lục ba lô. Thôi ăn lồng. Khẩu súng sắp rơi ra ngoài khiến Nano trong lòng vô cùng sợ hãi đúng lúc tưởng toi rồi thì cướp thật xuất hiện vừa nhìn đã thấy sự chuyên nghiệp tay cầm súng miệng đeo khẩu trang gương mặt thì lạnh lùng quyết đoán rất nhanh đám cướp đã khống chế được tất cả mọi người anh bảo vệ đen đủi mặc dù không phản kháng cũng bị chúng nó bẻ cổ chết lúc này đội trưởng cầm súng đi ra chưa kịp gáy câu nào đã bị chĩa súng vào đầu thấy cơ hội đến với mình nano liền nhảy ít tiền cho vào ba lô của mình đây là đi cướp quên không cúng thần tài thổ địa nhưng được ông bà gánh cho còng lưng thành bại dựa hết vào lần này Vừa tính bỏ chạy thì bị tên cướp phát hiện bắt lại, kẻ cướp lại bị kẻ đi cướp bắt làm con tin, ba lô tiền cũng bị vứt ra một góc. Không một chút hoảng loạn, Nano bàn kế hoạch thoát thân với người yêu, vừa rồi trong phòng thẩm vấn có một cánh cửa, có thể đó chính là lối thoát thân, nói là làm, hai người chuẩn bị hành động thì lại bị đám cướp bắt tới mở kho tiền. Tên cầm đầu nói với quản lý ngân hàng, "Bạn vào trong đó thấy có gì đáng tiền thì mang hết ra đây cho mình." Lấy lấy cái lồng, tên giám đốc nhanh chân chạy vào trong rồi khóa cửa lại, ông ta bấm chung báo động. Tất cả cửa ngân hàng đều bị đóng lại, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây. Mấy tên cướp tức giận bắt một người phụ nữ mang thai để uy hiếp, mày còn ở trong đó mà không ra một cửa thì tao sẽ giết nó. Nó có phải vợ tao đâu mà tao phải nghe lời mày." Thế là cô gái liền nói, "Thằng chó đó khốn nạn lắm, tôi sắp đẻ rồi mà nó còn bắt tôi tăng ca. Bây giờ chỗ này thành nơi nói xấu của chúng mày à? Thằng quản lý này chắc chắn không mở cửa, phải nghĩ cách khác thôi." Đám cướp nhìn lên trần nhà thì thấy có lỗ thông gió, có thể đi vào phòng chứa tiền bằng cách này. Nhưng lỗ thông gió lại quá nhỏ, phải tìm một người vừa vạn chui vào. Nano rất nhanh đã được giao trọng trách cho nhiệm vụ này. Chúng lấy Banh ra để uy hiếp, kêu Nano cầm súng vào ép tên quản lý mở cửa ra. Sau khi vào trong, cô cầm súng uy hiếp ông ta mở cửa, nhưng ông ta bất ngờ tắt đèn khiến Nano sợ hãi hết lớn. Banh ở ngoài nghe thấy vô cùng lo lắng, máu anh hùng nổi lên. Chính đám cướp tội mày đã làm hại cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tao cho chúng mày biết tay. Này thì biết tay này, này thì gáy đứng dậy gái tiếp ta coi nào. Lúc banh sắp gần đất xa trời thì Nano mở cửa cùng lão quản lý bước ra, đám cướp nhanh chóng vơ vét tài sản chuẩn bị chim én đi thì cảnh sát xuất hiện, một vụ cướp ngân hàng mà chỉ có hai anh cảnh sát tới. Người bên trong lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng sẽ hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mày nhìn chúng tao thấy có giống muốn đầu hàng không vậy? Mang tiếng đi cướp mà lại đầu hàng thì khác nào người đời cười vào mặt chúng tao. Lúc này thai phụ đột nhiên tỏ vẻ đau đớn như sắp sinh, đám cướp hoang mang không biết phải làm sao. Một tên quay qua hỏi, Mày có biết đỡ đẻ không vậy? Giám đốc ngân hàng nghe vậy liền kêu Ôi giời ơi, em bị tụt đường huyết không làm được đâu anh Mày có thấy tao giống trẻ con không? Thích ăn kẹo đồng à? Lúc này một người đứng dậy tự nhận mình là bác sĩ Bác sĩ thấy chai nước lọc của thai phụ mới hiểu ra chuyện này chỉ là màn kịch để được đi ra ngoài Không được rồi các anh ơi Phải chữ ngay cho cô ấy không thì cô ấy và đứa con chết mất Nhận thấy tình cảnh lúc này như cái chợ Nano liền nói với Banh Tí nữa nhân lúc chúng không chú ý hai đứa mình chạy tới lấy ba lô rồi đi vào phòng thẩm tra và chim én ra ngoài bên ngoài cảnh sát gọi điện và hỏi đám cướp có yêu cầu gì tên cướp yêu cầu một chiếc xe hơi đổ đầy xăng chỉ cần muộn một phút là sẽ giết một người đội trưởng bảo vệ nói với nhân viên cậu biết trách nhiệm của chúng ta là gì không không những phải bảo vệ tiền mà còn phải bảo vệ tính mạng con người bây giờ là cơ hội tốt để cậu có thể thăng chức cậu chỉ cần lấy khẩu súng trên bàn rồi nhẹ nhàng giết chết lũ cướp thế là xong nghe lời suối dại anh bảo vệ liền làm theo đây là lần cuối cùng tôi thấy anh ấy quyết tâm đến như vậy ông đội trưởng kiểu tôi không biết gì cả tự nó chạy ra làm vậy đó đám cướp lúc này cũng rất sốt ruột chúng muốn chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể thế là chúng nghĩ ra một cách là bắt con tin đeo mặt nạ để đánh lạc hướng cảnh sát thấy thời cơ đã đến nano và banh nhặt túi tiền rồi vội vã chạy vào phòng điều tra nhưng khi mở cánh cửa ra thì bất ngờ chưa thằng thiết kế đã làm ra một cánh cửa giả cho vui may mắn trong đây có súng nên hai người đã bắt ngược lại một tên cướp họ ép chúng mở cửa ra bất ngờ tên cướp giật được súng và cửa lại đóng lại cảnh sát bên ngoài không hiểu chuyện gì chúng tao là trò đùa cho tụi mày à mọi người bên trong bây giờ ngoan như cún thai phụ tiếp tục kêu sắp sinh rồi lão quản lý cũng kêu gào tôi cũng không chịu được nữa thấy như vậy không ổn chúng bắt nano ra ngoài lấy thuốc cho quản lý sau khi lấy được thuốc nano ra hiệu cho cảnh sát điều gì đó rồi quay vào trong lão quản lý cầm thuốc trong tay mà xúc động không nói lên lời kế hoạch tẩu thoát của hắn ta thất bại rồi giờ còn thai phụ sắp sinh đám cướp muốn chọn một người để đưa cô ta ra ngoài. Cô gái giơ tay lên nói mình đang công tác cho nhà nước, nếu thả ra ngoài tôi sẽ cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Ứng cử viên thứ hai là ông đội trưởng. hồi trước tôi thi trượt cảnh sát nên mới làm bảo vệ, Vị trí nhớ của tôi không được tốt nên khi ra ngoài sẽ quên mặt các anh ngay. Ứng cử viên thứ ba là một Phật tử, anh ta nói mình đang định cùng 100 nhà sư đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, đợi lấy được chính kinh nhất định sẽ cầu siêu cho các anh bớt nghiệp. Cái bọn này đúng là miệng lưỡi lươn lẹo thật tên cầm đầu thấy không được liền cho người của mình giả làm con tin rồi đưa người phụ nữ mang thai ra ngoài. Sau đó chúng bắt tất cả phải đeo mặt nạ cùng bọn chúng ra ngoài, nhưng vừa cầm ba lô lên thì một viên kim cương rơi xuống đất, Phật tử bất cẩn dẫm nát luôn. Cái gì thế này? Kim cương mà bị giẫm nát dễ vậy sao? Tên cướp tức giận nói mày lấy kim cương giả ra để lừa tao à? Phật tử nói tôi gửi kim cương vào trong ngân hàng sao lại thành như vậy được? Thì ra quản lý ngân hàng đã tráo đổi nó để kiếm chút ít. Ông tính ăn cướp kim cương của tôi đấy à? lão quản lý liền cãi tay đôi lại, chính cậu ăn trộm viên kim cương rồi muốn tôi rửa tiền giúp cậu, giả nhân giả nghĩa với ai hả? Giờ không khác gì buổi đấu tố lẫn nhau. Bực mình, tên cầm đầu cầm súng lên bắn lão quản lý lắm mùng này, nhưng hắn đã lấy một người phụ nữ ra làm bia đỡ đạn, tưởng thoát chết, cuối cùng hắn cũng bị bắn chết. Thấy cảnh giết người, tất cả con tin cũng nhân cơ hội bắt đầu phản kháng, cảnh tượng không khác gì cái chợ vỡ. Đội trưởng bảo vệ nhân cơ hội trốn vào một góc, Phật tử thấy vậy liền cà khịa, Tôi biết ngay ông là kẻ nhát gan mà. Ờ, tao thích vậy đó làm gì tao? Mày giỏi thì ra ngoài kia đi. Nano lúc này cũng ngây mặt nói. Bắn đi, chúng mày bóp cỏ đi bà xem nào. Mày bắn đi, thôi mày bắn nó đi. Thấy hai tên cướp đùn đẩy nhau, banh liền bắn trước. Cặp đôi cầm súng bắn đám cướp không ngóc đầu lên được. Bất ngờ cô bị bắn vào bụng và tử vong ngay sau đó. Càng bất ngờ hơn là Nano vẫn còn sống. Thì ra đó chỉ là tưởng tượng của banh. Vừa nghĩ tới cảnh người yêu chết, banh liền bỏ súng đầu hàng nhưng khi họ vừa đầu hàng thì tên cướp vẫn muốn giết họ nano vẫn còn rất cứng chắc tao sợ chúng mày bắn quá bắn đi vừa rồi vào trong phòng chứa tiền tao phát hiện ra tên quản lý đang giấu kim cương chỉ có tao mới biết kim cương thật ở đâu thôi lúc này đội trưởng bước ra nói cướp kim cương hợp lý hơn cướp tiền nhiều vì kim cương có giá trị và dễ giấu hơn đống tiền kia không ngờ tên phật tử xuất hiện nói kim cương của tao không ai được động vào nói xong hắn bắn chết đội trưởng bảo vệ ngay tại chỗ đám cướp lúc này mới cảm nhận được đám con tin này không ngoan một tí nào. Phật tử muốn hợp tác cùng đám cướp, để tăng độ tin cậy anh ta bắn chết luôn bác sĩ. Cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng liền quyết định tấn công vào bên trong. Thấy vậy tên Phật tử liền bỏ súng xuống nói mình là con tin. Bạn gái của bác sĩ không chịu nổi nữa liền cầm súng bắn chết hắn ta. Cảnh sát tưởng cô ấy là cướp liền nổ súng. Cuộc đột kích khiến đám cướp và vô số con tin bụng đầy đạn. Nano cũng bị thương đang nằm một chỗ với banh cảnh sát trưởng nhớ lại nano từng dùng ngôn ngữ hình thể để nói chuyện với mình trên tay có nét bút giả quang là con tin ngược lại là cướp bây giờ thì phải báo cáo toàn bộ đám cướp đã bị giết sạch chỉ có hai con tin còn sống cuối phim viên kim cương thật đang nằm trong tay nano khi vào trong phòng chứa tiền cô và tên giám đốc đã ủ mưu cướp viên kim cương đi trong lúc hỗn loạn cô đã giấu viên kim cương vào người của banh nhờ vào số tiền bán kim cương mà banh phẫu thuật não thành công anh còn cầu hôn nano trong một quán ăn nhưng nhớ lại vẫn còn một tên cướp đã giả làm con tin trốn ra ngoài. Tao đây này hai đứa khốn chúng mày. Bộ phim đến đây là kết thúc. Không biết số phận của đôi tình nhân đầu trộm đuôi cướp sẽ như thế nào, tôi đoán chắc là cỏ cũng mọc xanh mộ rồi. Xem xong bộ phim tôi rút ra kết luận, muốn giàu nhanh thì chỉ có đi ăn cướp, làm nghiệp lớn mà không xem đúng ngày thì chỉ có thất bại. Cuộc sống là do mình quyết nên đừng nghe lời suối dại của thằng nào cả. Cuối cùng là đừng làm việc với một ông sếp khốn nạn nếu không muốn lúc đi đẩy ông ta cũng dành chỗ với bạn xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim tiếp theo